cái bộ phim Ký sinh trùng của cái ông người Nam Hàn, cái ông Bong đó, The Parasite đó, phim đó thắng giải lớn ở cái giải Oscar. Thì có nhiều bạn ở Việt Nam rất là ao ước, thấy mà thèm. Các bạn trẻ không có hiểu, các bạn nói trời ơi, thấy người ta Nam Hàn, Hàn Quốc lãnh giải thấy mà ham, không biết bao giờ Việt Nam của mình mới được giống như họ. Thì mình nghe cái các bạn tâm tư tâm sự về cái từ không bao giờ, bao giờ đó, mình nghĩ sẽ không có bao giờ. Bởi vì các bạn biết cái cộng sản họ mánh mông lắm. Những cái chuyện thể trong cái bộ phim á, là nó tựa tựa như là nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam mà họ tuyên truyền. Họ lúc nào họ cũng nói giống như là để cho các bạn có cái hy vọng. Thì ở trong cái phim Ký sinh trùng nó cũng vậy. Cái gia đình của ông Kim là một cái gia đình nghèo. Thì nghèo quá không có tiền, đành ở với cái hầm, ở trọ với cái hầm. Thì ở trên cái phòng trọ đó, ngay ở trên cái mặt đất á, đụng vừa đụng cái mặt đất á, thì nhà của ông Kim có những cái cửa sổ để nhìn lên. Cái đó là một cái thông điệp, cái thông điệp cho mình có cái hy vọng. Thì cộng sản nó làm cho các bạn hy vọng thôi, chứ Việt Nam vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp Việt Nam không bao giờ với cái bọn Trung Quốc đó, không bao giờ nằm mơ mà được giải. Không phải là mình coi thường, mình nghĩ mình coi thấp Việt Nam với lại Trung Quốc, mà cái kẹt đó là cái bị cái dòng kim cô của cái bọn cộng sản nó chùm người dân lại. Cho nên đâm ra các bạn làm nghệ thuật đó, các bạn không có cái tự do. Chẳng hạn như mình đưa cái ví dụ như ở bên Nam Hàn. Ở bên Nam Hàn người ta đi theo bên Mỹ thì người ta có cái tự do. Thì từ cái tự do đó người ta mới có xăm, mới có huynh đài, mới có này mới cái kia. Thì nói về cái đất nước họ là cái điều mà cái danh tiếng của cái nước Nam Hàn đó là do ai? Đâu phải là do chính phủ Nam Hàn, đâu phải là do chính phủ Hàn Quốc, mà là do người dân. Người dân là cái ông mà lập ra xăm, rồi dần dần rồi mới sáng lập ra những cái hãng xe này hãng xe kia. Tất cả là 100% do người dân, người ta có cái quyền tự do đó. Thì ở bên Mỹ cũng vậy. Ở bên Mỹ là từ xưa tới giờ là tư nhân nè, từ cái hãng Boeing, cái hãng cái này hồi xưa mình có nói với các bạn rồi, từ ông Microsoft, ông Steve, họ là 100% là tư nhân thật sự, không có 1% nào dính líu của chính phủ Mỹ dính vô. Thì người ta làm cho cái đất nước Mỹ nó gạn danh đó. Từ mà các bạn thấy mạng xã hội, từ Google cho đến Facebook đó. Cho nên có một số các bạn nói trời ơi, thấy Nam Hàn nó nhận cái giải mấy cái giải Oscar cho cái phim Ký sinh trùng thấy mà ham, không biết nước của ta bao giờ được có như vậy. Nước của ta sẽ không bao giờ có, mình hứa chắc với các bạn luôn, các bạn đừng có nằm mơ. Tại vì cộng sản, mình nói rồi, cộng sản là họ kiềm chế, họ chùm cái kim cô của mình. Các bạn làm phim á, trước khi các bạn làm á, các bạn cũng phải nộp lên bộ văn hóa, các bạn phải đưa nội dung vừa ý họ, rồi họ mới cho các bạn làm. Làm xong á thì họ mới duyệt các bạn. Họ nói cái chỗ này không đúng, cái chỗ kia sai phản ảnh, cái chỗ này tuyên truyền, cái chỗ này nói không có đúng sự thật với cái tình hình đất nước. Cho nên mình nói với các bạn đừng có nằm mơ. Ngày nào mà cộng sản mà nó còn ở nước Việt Nam á, các bạn đừng có nằm mơ mà mơ Việt Nam, mà nền điện ảnh của người Việt Nam. Bởi vì
các bạn dễ tính quá, đâm ra họ làm cái phim tầm bậy tầm bạ, họ ra họ hốt bạc tỷ, trong khi những cái bộ phim mà sản xuất ở bên Việt Nam á, mới đem qua Mỹ cho dân Mỹ coi, nó cho nó coi miễn phí, nó còn không thèm nữa chứ đừng có nói đến gạp. Cái này không phải là mình ganh ghét gì họ mà mình nói. Nếu mà các bạn suy nghĩ kỹ đi, nếu mà các bạn dễ quá đó thì họ làm tới, họ thấy dễ luộc quá. Phim mà giỡn giỡn cà hợt giống như là 12 công chúa chân dài chân ngắn gì đó đại khái đó, cái các bạn nùm nộp đi tới gạp. Mà mấy cái ông nội này á, diễn viên này á, cũng đâu có gì đâu, cũng bày đặt nhà báo tung hô đồ viết lên báo đảng á, nói mấy thằng cha này là sao đồ này nọ. Rồi có mấy ông nội Việt Kiều ở bên Mỹ làm đóng mà gọi là đóng thế đó, stuntman á, làm không xong ế xô chạy về Việt Nam. Rồi các bạn cũng ùm kéo tính gạp. Bởi vì các bạn dễ quá, các bạn đồng lõ, các bạn không có giống như là gửi cái thông điệp cho mấy cái nhà sản xuất, mấy cái người làm phim, mấy cái người diễn viên, nói mấy cái bộ phim của anh làm không có chất lượng quốc tế, tụi tôi không có kéo đến gạp thì họ biết lỗ. Các bạn biết không, cũng giống như ở bên Hollywood cũng vậy đó, tuần nào người ta cũng ra phim bị lỗ hết đó, bên Hollywood đó. Nhờ cái chỗ đó thì người ta mới coi trọng khán giả, thì người ta mới làm ra những cái bộ phim hay, các bạn biết không. Còn cái đằng này các bạn bị cộng sản nó nhồi sọ, các bạn tà le tà lưa hết, phim cà gặt cà gỡn không có ra cái gì, các bạn cũng rồi ba tin vô ba cái báo đảng, nó viết tầm bậy tầm bạ, nó nói trời ơi, cái bộ phim Tết nay là 5 bộ phim top, 10 bộ phim top, bộ phim nào đáng coi, bộ phim này thâu về mấy chục tỷ. Các bạn thấy không, nghe họ đồn viết đồ dữ tợn lắm. Cái một thời gian cái họ chiếu xong rồi, họ chiếu gạp xong rồi, cái họ thảy lên YouTube đó, họ coi cho người ta coi miễn phí đó. Mình cũng tò mò, mình vô mình coi, trời ơi, thấy phim Việt Nam cái gì mà nó, mình phải nói luôn á, cho người ta coi miễn phí người ta không thèm nữa đó. Nếu mà thật sự á, mấy cái ông mà Việt Kiều mà về Việt Nam mà làm phim á, mấy ông này có tài á, là mấy cái ông này cũng làm phim được ở bên Hollywood với ở bên Mỹ vậy, cần gì phải về đó. Tại vì người ta lợi dụng cái sự mà dễ tính của các bạn, vô tình các bạn dễ tính quá, họ làm tới, họ không có phát triển ra những cái bộ phim hay đó, cho nên đâm ra các bạn nói ngồi đó, các bạn thấy người ta lạnh giải, các bạn thấy ham. Trong khi Hàn Quốc á, ở bên Hàn Quốc á, người ta cho các bạn tự do làm nghệ thuật, trong cái nội dung phim á, các bạn muốn nói cái gì nói, làm cái gì làm, người ta không có cấm cản. Còn ở bên Việt Nam cái nó nói ôi cái bộ phim này nó dơ bẩn quá, nó nhìn nó làm không có đúng với cái tình hình của đất nước, phải cắt bỏ cái khúc này đó. Trong cái bộ phim nào, các bạn nào mà đã từng xem cái bộ phim cái cảnh nóng của cái bộ phim Ký Sinh Trùng á, cái cảnh nóng đó, các bạn thấy không, gặp ở Việt Nam là nó cắt bỏ rồi, Trung Quốc nó cắt bỏ rồi, thì làm sao mà cứ nó kiềm chế các bạn, nó chụp các bạn bằng cái dòng kim cương như vậy, làm sao mà các bạn đi lãnh giải được, mà ở đó mà nằm mơ nói nước Việt Nam của mình không biết bao giờ, đừng có dùng cái chữ biết bao giờ, sẽ không có bao giờ. Mình tuyên bố với các bạn luôn, sống ở dưới cái chế độ cộng sản là các bạn đừng có bao giờ mà mơ mà sẽ có một cái giải này giải kia. Còn mấy cái bộ phim mà dân quá đó, mấy cái bộ phim nào cái lâu lâu cái đưa ra cái chỗ gì mà Cannes Festival vậy đó, những cái chỗ mà tham gia cái phim ở bên Ý mà Cannes Festival đó, ai mà làm phim mà đăng ký mà tham gia trả được. Mình nói rồi, nước Việt Nam mà có cộng sản với cái bọn Trung Quốc á, đừng có nằm mơ mình không có tự do mình làm được cái gì hết á.
Bởi vậy họ viết báo, họ họ tuyên truyền, họ nói cái này cái kia, đồ người dân là máu thịt, đảng phải đi với dân, dân phải đi với đảng. Họ làm bộ họ nói vậy thôi. Bởi vì tại sao mình khen cái bộ phim Ký sinh trùng nó hay đó, mặc dù cái Ký sinh trùng nó có một cái nội dung giữa người giàu với cái người nghèo, nhưng mà nó hay, thế giới công nhận cái bộ phim nó hay. Có một cái là cái ý nghĩa của họ giống như là họ chuyển thể, họ nói á, đại khái nó là như gì. Trong cái bộ phim Ký sinh trùng có một đoạn ông Phạt là ông đại gia, thì được cái ông tài xế là ông Kim chở trên xe. Ông Phạt ông nói á, cho dù tôi thân mật với anh cách mấy, tôi có nói chuyện đàng hoàng tốt với anh cách mấy, nhưng tôi muốn anh phải giữ cái khoảng cách. Anh là một cái người tớ, tôi là một cái người chủ. Đó các bạn thấy không? Thì cái tội cộng sản nó cũng vậy. Nó lên, nó thăng, nó trầm. Đó nó nói những cái điều qua Mỹ để nó dụ dỗ người dân của mình nghe lời nó, để cho nó kéo dài cái tuổi thọ của cái đảng của nó. Nhưng mà dựa theo cái phim thì nó cũng y chang như vậy á. Nó nói á, tôi nói cho dù lời ngon tiếng ngọt cách mấy, nhưng mà chúng ta phải có cái ranh giới, phải không? Các bạn là người dân, tôi là đảng, là đảng. Đó thì cái bộ phim nó cũng tương tự như vậy đó. Nó cũng áp dụng như những cái ý mà của cái người mà người ta muốn kể cái câu chuyện. Bởi vì tại sao người ta khen cái bộ phim Ký sinh trùng nó hay? Nó hay là ở cái chỗ đó. Đó thì mình chia sẻ với các bạn mà các bạn trẻ đó, xem qua cái giải Oscar, thấy cái bộ phim Ký sinh trùng thắng giải 4 năm giải áp đảo ở Hollywood. Thì có một số các bạn nói ước gì, đừng có mơ, không bao giờ có, mình nói thiệt. Trừ khi mà các bạn nói bây giờ với các bạn, nói trong lòng của các bạn á, ngày nào mà hết cộng sản thì ngày đó Việt Nam của mình mới làm được những cái điều như là Hàn Quốc làm, hay là những cái nước khác người ta làm. Nó giống như lúc nãy mình nói đó, các bạn đọ lên đi. Nam Hàn bây giờ họ nổi tiếng là họ nhờ ai? Là họ nhờ cái sự tự do, cho người ta tự do, người ta phát triển. Đâm ra họ mới có cái tập đoàn tư nhân 100% vốn tư nhân của Samsung. Samsung là làm gạn ngời cho cái nước Hàn Quốc. Ở Mỹ là ai? Ở Mỹ là ông Apple với cái ông Microsoft với cái ông Facebook. Mà người ta thật sự người ta tư bản chứ người ta không có mua mẹo, người ta không có 1% nào mà dính líu của chính phủ Mỹ, mà dính vô những cái tập đoàn công ty lớn, không bao giờ có. Một tí xíu cũng không có nữa, đã nói 100% là 100%. Các bạn thấy không? Người ta làm gạn ngời danh tiếng cho cái đất nước của người ta. Còn bây giờ anh là cộng sản, anh không có lực lệ để bảo vệ quyền làm ăn, không có lực lệ anh bảo vệ đất đai, mà tối ngày anh nói đầu tư, kêu gọi đầu tư. Các bạn không thấy sao? Báo chí nó đăng đó, mấy cái tập đoàn mà xuất khẩu thủy sản làm tôm đó, Tết đến sợ trốn nợ, bỏ trốn ra nước ngoài luôn. Chứ ở đó mà nói Việt Nam ngon, ngon ở trên giấy thì có. Toàn là nhập khẩu hàng ở bên Trung Quốc, bên Trung Quốc hợp nhập vào Việt Nam. Đến nỗi mà cái ông Tập Cận Bình đó, ổng đứng lên trên cái đài truyền hình quốc tế bên Trung Quốc đó, ổng cảm ơn những cái quốc gia, ổng nêu tên mấy chục quốc gia, từng quốc gia ra mà gửi tiền viện trợ để giúp cho Trung Quốc để đối phó với cái bệnh Vũ Hán đó, cái bệnh COVID-19 đó. Ổng đọc từng tên,
mà Việt Nam khoe nói cho Trung Quốc 500.000 mà rốt cuộc ông không có nêu tên Việt Nam. Tại sao ông không nêu tên Việt Nam? Thì nó cũng y như trong cái phim Ký sinh trùng vậy đó. Mày là cái thằng nghèo, tao là cái thằng giàu. Còn không thôi nữa, tao coi mày là Việt Nam của mày, là một tỉnh của tao, tại sao tao phải cảm ơn mày? Tao không nêu tên mày ra. Tại vì mấy cái ông này là mấy cái ông chính trị, các bạn biết không? Thì những cái điều ông phát biểu hay cái này cái kia toàn là nó dính líu về chính trị. Cho nên ông đọc từng tên vậy đó, nước này nước kia vậy đó. Mà bên Việt Nam khoe nói cho Trung Quốc 500.000 đô la để giúp viện trợ giúp chống cái bệnh COVID-19. Rốt cuộc cha Tập Cận Bình đâu có đem cái tên Việt Nam ra cảm ơn đâu. Báo chí Việt Nam bày đặt xạo, nói giới chức ở bên Vũ Hán cảm ơn Việt Nam của chúng ta. Thì dựa theo cái lời mà của mấy cái ông quan chức mà cấp nhỏ đó, cấp ủy ban, cấp xã đâu đó, đưa lên cho có hình thức vậy thôi.